Vâng, chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp nhất của dòng Meridian năm 2018, mang model X-Loader 500. Đây là một trong những mẫu touring 2018 được bình chọn là cao cấp nhất, và cũng là thương hiệu không còn nhìn xa lạ đối với những bác đạp xe rồi. Một thương hiệu rất là nổi tiếng, được rất nhiều các đội đua chuyên nghiệp trên thế giới ưa chuộng sử dụng. Vâng, và sau đây mình đánh giá tổng thể chi tiết trước xe. Vâng, xe có màu đen nhám luôn nhá, rất là khỏe. Xe những điểm nhấn nổi bật là màu cam, đường chỉ cam chạy trên khung xe, hiệu ứng rất là khỏe. Đấy, bác nhìn thấy rõ đấy. Mẫu model dòng Meridian này X-Loader 500 là một trong những mẫu cao cấp nhất của dòng Meridian rồi. Bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về dòng Meridian Touring này. Xe là phù hợp kim nhôm, khung nhôm lắm nhá. Tổng thể xe em đánh giá là trên 95%, xe còn rất là mới lắm nhá. Đây là một lớp sơn đen, đen lì, chứ không phải đen bóng thôi nhá. Nhìn rất là khỏe và lam tính. Đây những cái đường chỉ nhấn trên xe, khung xe không nhìn chạy trên khung xe rất là khỏe, xe này nhìn rất là sport, rất là thể thao. Và cái model xe là X-Loader 500. Các bác có thể lên trên mạng tra khảo trên website chính hãng của Meridian là X-Loader 500. Đây là model mẫu số của thông số xe. Xe còn rất là đẹp luôn nhá, gần như là mới hoàn toàn. Tí nữa em sẽ quay xích cho đây, con nhìn xích đây còn rất là mới đây, xích clip còn rất là mới. Đây là website chính hãng của dòng Meridian, có thể vào trên website để tham khảo thêm. Những cái dòng Meridian này cũng là thương hiệu rất nổi tiếng được các bác ưa chuộng rồi. Xe tuổi đời trên 55 của dòng thể thao, được bán với toàn thị trường châu lục. Nếu qua cái đó có thể thấy cái tông màu xe rất là khỏe nhá, màu đen lì và cái đường chỉ cam trên xe rất là nổi, hiệu ứng rất là nổi bật, xe rất là mới. Cổ phốt ghi đông là chính hãng của xe, và cái cổ phốt này là người dùng nâng cấp thêm. Đấy là dòng Meridian Pro, dòng cao cấp. Đấy, cổ phốt này người chơi nâng cấp thêm này, và cả thêm bộ ghi đông xe cũng có chính hãng Meridian, nhưng mà dòng model cao cấp được người chủ cũ nâng cấp thêm, đó là Meridian Pro. Và điều đặc biệt là xe được người chủ cũ nâng cấp thêm với bộ chuyển động Shimano Sora, đó phải thấy rõ đấy. Người chủ đây là bộ chuyển động là người chủ cũ nâng cấp thêm không nhá. Xe được trang bị với 9 speed, tức là 89 tốc độ, 9 tầng đĩa bên em, phanh Shimano chính hãng. Và bên tay phải em là bên đĩa, 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Sora. Đây, bên này cũng là tay phanh chính hãng của Shimano. Xe được sử dụng với cấu hình phanh V chính hãng Shimano. Và các cục phanh này thì người chủ cũ thay vì phanh đĩa là thay vì bộ phanh V thôi, hợp với xe bác nhé. Đây, trước đây thì người chủ cũ bỏ phanh đĩa và lắp thêm cục phanh V để cho hợp với cấu hình đồ Shimano Sora, rất là cao cấp, đồ Sora Shimano. Đây là bên càng xe, có nhìn thấy rõ còn rất là mới. Đấy, càng xe làm từ hợp kim nhôm. Và một điều đặc biệt nữa là người chủ cũ nâng cấp thêm với cặp vành Bottega. Và Bottega các biết là dòng chuyên cũng sản xuất Mayer, Nip chính hãng, rất là cao cấp của dòng xe thể thao. Vành nhôm hai lớp, vành đổ các nhá, Bottega chính hãng, cũng của dòng Meridian. Đây bác nhìn thấy rõ suốt của Bottega này. Đây là căm dẹp con nhá. Xe sử dụng với căm lá hẹ hoặc là căm dẹp. Lốp còn rất là mới, bác nhìn rõ này. Quay cái lốp cho bác xem này. Lốp dòng touring. Đó, nhìn cái cục quay bác xem này. Đây là những điểm chỉ lốp trên xe, nhưng không phải lết dặn lướt gì đâu.
Đây vẫn còn những cái gai lốp của nó vẫn còn đấy, các bạn nhìn thấy rõ. Và kích thước lốp là 700x32C. Lốp nguyên bản theo xe các bác nhé. Xe rất ít sử dụng nhưng mà lốp còn nguyên theo xe. Xe có size 47. Tích hợp cái bát cao từ 1m6 lên trên 1m7. Và đây trên khung xe thì có mã QR code của chính hãng là Meridian bác để bắt mã đây. Đây là một trong những cái dòng Meridian cao cấp nhất Touring của năm 2018. Meridian X Rover 500, có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Và cộng tên của nó cũng là dòng nâng cấp thêm Meridian Pro, chính hãng của Meridian nhưng mà cao cấp, dòng cao cấp. Yên xe của Meridian đây còn rất là mới quá nhá. Đằng sau cũng sử dụng bộ phanh V của Shimano. Thay vì bộ phanh đĩa thì chuẩn cũ nâng cấp thêm bộ đồ Shimano Soda, bộ phanh V cho phù hợp. Gạt đĩa cũng của Shimano Soda. Và nguyên mùa rút người chủ cũ nâng cấp thêm là và rút của Shimano Soda cho xe dòng Touring. Đùi đĩa Shimano Soda quá là thế còn rất là mới. Bên kia cũng là đùi đĩa Shimano Soda bác nhá, quay hơi xa một chút, còn rất là mới. Các bác phải nhìn xích xe đây, xích vào tầng đĩa đây còn rất là mới, xe rất ít sử dụng. Chủ đề chính hãng Shimano Soda, xe được trang bị với 9 tầng lip. Các bác có thể do em quay cho bác xem lên lip và xích còn rất là mới đấy. Và xe còn rất là ít đi, trên 95% xe. Mayer đằng sau cũng được người chủ cũ nâng cấp thêm là Mayer của dòng Bottega, chính hãng bạc đạn. Mayer bạc đạn lắm nhá, Mayer bạc đạn Bottega vừa được người chủ cũ nâng cấp thêm. Cái cặp vành cũng của Bottega. Đằng sau kích thước lốp 700x32C. Và đây là mẫu model cao cấp của dòng Meridian Explorer 500. Các bác phải lên trên mạng tham khảo thêm. Các bác chỉ lên trên mạng tham khảo các bác gõ là Explorer 500. Đây là một dòng Touring mà người chủ cũ nâng cấp thêm, đó là cụm đồ group Shimano Soda. Và bây giờ em xin đánh giá hoạt động chi tiết của xe. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe lên. Lên lip rồi. Chuyển động rất là mượt mà lắm nhá. Lip và xích thì bác thấy rõ còn rất là mới, gần như là mới nguyên. Xe rất là ít sử dụng. Cú lip này. Xe được sử dụng với người chủ cũ nâng cấp thêm, đó là cụm group nguyên một group xe chính hãng của Shimano Soda. Và rất là mượt. Đây là một bộ nút của dòng chuyên nghiệp những bác xe đua. Đây là tầng đĩa này, ba đĩa nhá, bốn đĩa, lên đĩa, lên đĩa rất là mượt và hầu như là hoạt động của xe không lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Đó là thấy rõ đấy, chuyển động rất là mượt mà. Vì đây là một dòng mẫu Touring nhưng mà được nâng cấp thêm đồ Shimano Soda. Đây là chuyển động rất là mượt mà bác nhá. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong xong chiếc Meridian Explorer Model 500, một dòng xe cao cấp nhất của dòng Meridian Touring năm 2018. Có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Được người chủ cũ nâng cấp thêm với bộ group Shimano Soda chính hãng. Và xe có giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc là lên YouTube tìm Kia Xe Đạp để đăng ký theo các kênh. Và bên em chỉ nhận nhắn tin qua Zalo các bác nhé, vì là nhân lực hạn chế, thời gian không cho phép nên chỉ nhận nhắn tin thôi. Các bác thì nhắn tin em qua Zalo và hẹn bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn.
Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.